Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay mình quay chú Phương mình đốn cái tràm bông vàng này nha các bạn. Chú mình đang chuẩn bị mang về đây vô để leo lên cây các bạn. Để cưa nha. Ở đây là cái mí ruộng của người ta mới xả lúa các bạn. Nhánh mà rớt xuống lúa chết các bạn. Cho nên chú mình phải lên cắt nhánh cho gọn. Có anh dưới anh phụ dây nè, để lát cuộc máy cưa kéo lên. Cây này là cây dầu nha các bạn. Dầu nhỏ. Rồi chúng mình bắt đầu chuẩn bị leo lên cây để mé nhánh nha các bạn. Cây dứa hương, cây dứa hương, cái trái nó gì? Hả? Dạ, ông dò cái lá thơm phức à. Đúng rồi. Nhánh hương hả? Dũng không. Không. Cây giáng hương khác thơm cái mùi gắt luôn. Cái trái này là trái của cây giáng dú hương nha các bạn, chứ không phải là cây giáng hương nha. Dúi hay dú? Dúi. Dúi hương. Dúi hương. Có sữa nữa. Có đỏ. Chú mình cuộn cái cọng dây to đem lên luôn các bạn ơi. Cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng, siêu to, siêu khó gì đó mà cần cưa hạ thì hãy liên hệ với chú nha. Số điện thoại chú em để đường link mô tả video á các cô chú anh chị. Đó, chú mình leo lên tới đó rồi đó. Cái cây này nó nghiêng ra ruộng dữ lắm nha. Cái miếng ruộng của người ta mới xả lúa chắc cũng khoảng được 4-5 ngày gì đó các bạn ơi. Rồi anh bên kia anh cuộc cái máy cho chú mình ở trên cây kéo lên nha các bạn. Rồi chú mình kéo cái máy cưa đó là máy cưa G4200 các bạn. Làm là tinh lưỡi cưa ép tin. Chú mình khởi động máy đi. Quá bén luôn các bạn ơi. Máng máy cưa để leo lên tiếp nha. Cho nên chủ đất người ta mặn lúa không có trúng các bạn, cho nên người ta kêu hạ cái cây này luôn. Rồi chú cưa nhánh bự cái gì đây, tắt máy máng mới cưa vô dây đai an toàn để leo lên tiếp các bạn. Chú leo ra ngoài này nè. Rồi né ra chỗ đó là chỗ sánh nó bự gấp. Oh.
miếng lúa luôn. Bắt đầu cưa nhánh to đấy các bạn ơi. Rồi chúng leo ra tuốt ngoài rượu để xử lý cái đọt này nha các bạn. Các bạn hãy theo dõi chú mình là xử lý cái đọt này như thế nào nha các bạn, chứ cái cây này nó nghiêng ra xa quá. Còn anh đó anh cưa mấy cái nhánh nhỏ nhỏ đang kéo vô nha các bạn. Nó lỡ rớt ngoài cặp mấy ruộng tí. Rồi chú mình cuộc dây để treo nhánh rồi các bạn. Cái nhánh này mà nó rớt xuống là nằm giữa ruộng luôn. Để mình quay xuống cái miếng ruộng cho các bạn cùng xem nha. Mình đậu lúa này chắc xạ cỡ khoảng được 5 đến 6 ngày nha các bạn. Rồi chú mình bắt đầu lấy cái cưa cưa nha. Chú mình cưa mấy cái nhánh nhỏ nhỏ. Quấn dây ở trên đó luôn rồi, chủ mình tự xả ở trên luôn nha. Các bạn mà thấy chú mình cưa cây hay thì hãy cho mình xin một ngón tay, một lượt đăng ký ha các bạn. Rồi chúng mình thả từ từ xuống nha. Quá khéo luôn các bạn ơi. Cái trà mông vàng, cái ruột, cái lõi nó trông rất là đẹp nha các bạn. Đông bàn, đông tủ là đẹp lắm. Rồi cái anh phụ này anh kéo cái nhánh này cho qua khỏi cái mí ruộng, kéo vô trong nha các bạn. Kéo mạnh luôn. Rồi. Rồi ông xả đi là tự nó xuống luôn à. Xả đi. Rồi nhánh cây đã dựa vô gốc an toàn rồi các bạn ơi. Rồi chú mình cuộc dây để treo nhánh nữa nha các bạn. Đang cuộc dây đó các bạn ơi. Quấn gì vô đó. Rồi bắt đầu máng máy cưa để mở gồng dây ở trên, thả cái nhánh nó xuống từ từ nha các bạn. Chưa chịu xuống nữa các bạn ơi. Xuống rồi đó. Kéo 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 kéo
anh đánh kéo vô nè chú à. Rồi bỏ xuống chú ơi. Đánh cây vô trong luôn. Giờ chú mình ở trên đó chưa cho lần nha các bạn. Đứt rồi đó các bạn ơi, đứt cho nó rớt nó cò vô nha các bạn. Đó. Chưa được chưa rớt còn toàn đen. Xích xuống rồi các bạn ơi. Rồi chú mình vừa đòn nè các bạn, cho cái kia nó cũng vô nè. Thắt dây an toàn chắc cương đoạn nữa hay gì đây nè các bạn ơi, cương nguyên cây không có được các bạn, cho nên chú mình phải cắt khúc nè. Chú mình mắng mấy cưa rồi đó các bạn ơi. Chú mình lấy cái cọng dây to luôn. Cọng dây đó là cọng dây 16 ly nha các bạn. Dây lớn á. Cuộc ở trên đó gịch cho nó ngã ngay hướng nha. Cho nó cầm, nó nằm cặp với mấy ruộng á các bạn. Rồi chúng mình đã xuống đất an toàn nha các bạn. Rồi bắt đầu chuẩn bị để cưa cái gốc chàm này nha các bạn. Cây này lá lớn hình như F2. Rồi chúng mình bắt đầu chuẩn bị cưa cái gốc này nha các bạn. Bên đây luôn. Xây vô luôn nha các bạn, quá tuyệt vời, quá khéo các bạn ơi. Cây này già cây à.
Rồi video mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn bạn video tiếp theo nha. Bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.